Mình chưa bị hồn tiêu phách tán hay sao? Các đồng đội của mình, đây các cậu đâu rồi? Các cậu đâu rồi? Chết tiệt, sao có một mình rơi xuống chỗ này thế? Nơi này quen thuộc vậy. Không lẽ đây là trái đất? Hay quá. Được rồi, nhanh chóng đi tìm các linh hồn đồng đội của mình thôi. Ủa, gì thế này? Là một cái xác. Quỷ thần thiên địa ơi, là cái xác úp ray tay tình TV Man của mình trước đây. Trời đất ơi, thì ra nó đang bị chôn vùi ở đây. Bây giờ gặp lại nó thì giúp ích được gì? Làm sao có thể đánh bại được tình Ultra Gold tay tình cameraman khốn kiếp đó chứ? Qua, bình tĩnh. Mình sẽ tạm thời sử dụng thân xác này để đi tìm các đồng đội của mình trước đã, rồi từ từ tính tiếp. Thành công rồi, nhập xác thành công rồi. Nhưng cái xác này có vẻ như đã bị phân hủy khô héo rồi, khiến mình thật khó chịu. Thôi, tạm thời sử dụng vậy. Được rồi, nhanh chóng di chuyển nào. Này, linh hồn cameraman, linh hồn speakerman, linh hồn PCman, clockman, các cậu đang ở đâu? Các cậu có nghe tôi nói không? Mình đã đi mấy ngày mấy đêm rồi, nhưng chẳng gặp ai cả. Không lẽ họ không rơi xuống trái đất này, mình rơi ở một hành tinh khác? Gì ở đằng kia? Sao xuất hiện những con thằn lằn ếch to đến thế? Bao lên, chia ra, bắt những linh hồn bất vượng ở đây đi. Bọn chúng định chạy kìa. Thật là ngon quá đi. Khổ kim, không lẽ lũ quái vật này đã ăn linh hồn của những đồng đội mình? Chết tiệt! Mau nhả ra, mau ói họ ra cho ta. Thứ gì đang tiến tới gần chúng ta thế? Một tên người đầu TV ốm xì ke hút chích ba tí à? Mẹ kim, hắn tấn công ta. Tụi bay đâu, tập trung lại, xe sát thứ này luôn đi. Lũ sinh vật khốn kiếp phong ơn bội nghĩa đây. Các người có biết ta và những linh hồn của đồng đội ta từng là chiến binh bảo vệ hành tinh trái đất này? Các người có thể sống ngày hôm nay tất cả là do bọn ta. Vậy mà các người dám to gan nuốt linh hồn của đồng đội ta? Thôi chết tiệt, bọn tao sống ở đây lâu năm rồi, làm gì thấy những linh hồn quái dị như mày chứ? Bọn tao chỉ bắt lũ côn trùng, lũ động vật, sẽ sạc nuốt luôn linh hồn của bọn chúng mà thôi. Liên quan gì tới mày? Mày giết gia đình tao. Dù chúng mày không ăn linh hồn của đồng đội tao, chúng mày cũng phải chết. Nếu chúng mày sống, những sinh vật khác khó phát triển được. Được rồi, tiếp tục đi tìm họ thôi. Là cánh cổng xuyên không? Hay quá. Mình sẽ nhanh chóng vào đó, đi qua hành tinh khác tìm đồng đội của mình. Chết tiệt, mình đã đi tìm rất nhiều hành tinh ở những vũ trụ khác nhau rồi, nhưng không thấy ai hết là sao? Được rồi, hy vọng ở trung tâm căn cứ quân đội đa vũ trụ này mình sẽ gặp được họ. Là Ultra Titan TV Man V3 ở vũ trụ số 18. Này, cậu còn sống không? Chết tiệt, cậu ấy đã tắt thở rồi. Chắc có lẽ sau cú chạm trán với Ultra Gold Titan Clockman đã khiến cậu ấy mất mạng. Nhưng khoan, cơ thể của cậu ấy dường như vẫn còn tươi tốt, không khô héo giống như của mình. Hay là mình sẽ chuyển đổi linh hồn qua thân xác của cậu ấy? Được rồi, quyết định vậy đi. Thành công nữa rồi. Hay lắm, mình cảm thấy tốt hơn nhiều, khỏe hơn nhiều. Được rồi, tôi sẽ thay thế cậu sử dụng thân xác này một cách hiệu quả nhất. Nào, nhanh chóng tiếp tục lên đường thôi. Này, khoan đã, úp rai tay tận TV Man trái đất. Là những linh hồn. Các ngươi là ai? Cậu không nhận ra chúng tôi à? Tôi là linh hồn Ultra Gold Titan Clockman đây. Còn đây là Ultra Titan TV Man vũ trụ số 18 mà cậu vừa lấy thân xác đó. Cái gì? Linh hồn của hai người chưa bị tan biến à? Hay quá. Nào, hãy cùng tôi nhập trở lại xác, chiến đấu chống lại tinh.
tên xấu xa kia đi. Xin lỗi cậu, Titan TV trái đất, linh hồn của chúng tôi ở đây chờ đợi quá lâu rồi, đến lúc chúng tôi phải xuống địa ngục để đầu thai lại kiếp mới. Cái gì chứ? Hai người đi rồi, làm sao tôi có thể chống lại tên Ultra Gold Cameraman chết tiệt đó? Cậu cứ yên tâm đi, linh hồn chúng tôi vương vấn ở đây là để chờ đợi nói cho cậu cách đánh bại hắn. Hả? Là cách nào? Muốn đánh bại được hắn thì cậu phải mạnh hơn hắn. Mặc dù hắn đã đạt được trạng thái Ultra Gold tối thượng, nhưng còn có một trạng thái mạnh mẽ hơn, đó chính là trạng thái thần thánh God. Làm sao có thể đạt được trạng thái đó? Cậu còn nhớ tinh thần lửa tối thượng mà trước đây chúng ta từng đánh bại hắn không? Hắn trở thành thần bằng cách phá hủy các hành tinh, hút nguồn năng lượng từ lõi của các hành tinh. Bây giờ cậu hãy làm theo cách đó. Nhưng mà làm vậy thì đến lúc chúng tôi phải đi xuống địa ngục rồi. Tất cả đa vũ trụ trông cậy vào cậu. Đây, đều làm như vậy tôi không khác gì tinh thần xấu xa đó. Phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, mình sẽ lựa những hành tinh chết, những hành tinh của bọn xấu xa, phá hủy, một công đôi chuyện. Tìm thấy rồi. Một hành tinh vô cùng ô nhiễm, vô cùng độc hại, chắc chắn chẳng có sinh vật nào tồn tại ở đây. Được rồi, mình sẽ đập tan hành tinh này, hút lấy nguồn năng lượng từ lõi của nó. Dừng lại, thật chết tiệt kìa. Hành tinh này bọn ta phát hiện ra trước, bọn ta sẽ ăn lấy lợi của hành tinh này. Ngươi không được quyền đụng vào. Cái gì chứ? Các ngươi là ai? Tự cho quyền mình tới hành tinh này ăn, không cho người khác hấp thụ là sao? Bọn ta là những quái vật chuyên ăn lợi hành tinh. Những hành tinh nào bọn ta đã nhắm đến không có kẻ nào giành được, bởi vì kẻ nào chống lại bọn ta sẽ bị bọn ta đốt cháy. Chết tiệt! Nếu vậy thì chắc chắn các ngươi đã phá hủy rất nhiều hành tinh. Lỡ đâu những sinh vật vô tội sống trên đó chết hết thì sao? Bọn ta mặc kệ bọn chúng. Mẹ kiếp các ngươi! Vậy thì ngày hôm nay ta sẽ đại diện công lý chính nghĩa cho đa vũ trụ, hủy diệt hết các ngươi! Chết tiệt! Đúng là lũ rác rưởi. Được rồi, mình sẽ nhanh chóng phá hủy hành tinh này, hút lấy nguồn năng lượng của nó. Thành công rồi. Cuối cùng ta cũng đã đạt được trạng thái God Titan TV Man rồi. Được lắm, đến lúc ta phải đi báo thù, giết chết tên Ultra God Titan Cameraman. Khốn kiếp, cái lũ quái vật ở hành tinh này cuối cùng cũng bị ta giết sạch. Được rồi, ta sẽ chọn nơi này làm căn cứ chính của ta. Đây, tính chết tiệt, nơi này sẽ không phải là căn cứ của ngươi, mà là mồ chôn ngươi. Cái gì? Con kẻ còn sống trên hành tinh đây à? Chết tiệt, ngươi to gan thật, ngươi dám đến đây ăn nói sàm bậy. Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Câm mồm đi, tình khốn kiếp, tình ăn cháo đá bát. Ngươi to gan dám cướp lấy thân xác của Titan Cameraman ở trái đất, rồi sau đó lật lọng giết chết Titan Erectus, cướp lấy thân xác của Ultra Gold Clockman để biến thành trạng thái này. Ta chính là Titan TV Man của trái đất đây. Ta đã đạt được trạng thái thần thánh, đến đây trừng phạt ngươi, lấy lại tất cả từ ngươi. Chết tiệt, lại là cái lũ rác rưởi đến từ trái đất đó. Ta hận vì không phá hủy cái hành tinh đó đầu tiên. Được rồi, ta sẽ nghiền nát ngươi, giống như nghiền nát các đồng đội của ngươi. Rồi ta sẽ đến vũ trụ số 7, phá hủy tất cả, để các ngươi không có cơ hội được hồi sinh lại. Ngươi mạnh đó, ngươi mạnh đó. Ngươi quên rằng ta vừa đạt được trạng thái thần thánh God Titan TV. Bây giờ sức mạnh ta vượt trội hơn ngươi gấp mấy lần. Đến lúc kẻ chết phải là ngươi, kẻ chịu tội phải là ngươi. Không thể nào. Trạng thái Ultra Gold của ta mới là tối thượng, làm gì còn trạng thái nào mạnh hơn được nữa. Ta không tin. Ngươi nói dối ta. Kiến thức của ngươi vô cùng hạn hẹp. Ngươi chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Vậy mà ngươi đòi làm bá chủ cả đa vũ trụ, thống nhất cả thế gian này. Ta nói cho ngươi biết, không những trạng thái của ta mạnh hơn ngươi, mà sau này sẽ có rất nhiều trạng thái còn khủng khiếp hơn, mạnh hơn ngươi gấp trăm ngàn lần. Cái gì? Không thể nào, tao mới là mạnh nhất.
Cuối cùng cũng đã giải quyết được mối nguy hiểm lớn nhất của đa vũ trụ. Được rồi, nhanh chóng tiếp tục tìm linh hồn của các đồng đội mình thôi.